Lại nữa, chủ hòa thần phổ quang diệm tạng được môn giải thoát phá trừ đen tối của tất cả thế gian. Ý nghĩa ở trên chưa nói hết, lại tiếp tục nói, vị phổ quang diệm tạng chủ hòa thần này, quang minh chiếu soi khắp hết thảy, quang minh của vị này trùng trùng vô tận, cho nên gọi là phổ quang diệm tạng. Vì vị này là phổ quang diệm tạng, cho nên chiếu phá trừ đen tối của tất cả thế gian, đó là môn giải thoát vị này tác được phổ tập quang tràng chủ hòa thần được mô giải thoát diệt trừ các hoặc phiêu lưu nhiệt não khổ của tất cả chúng sinh. Vị phổ tập quang tràng chủ hòa thần này, quang minh tụ lại với nhau như tràng bóng, vị này diệt trừ được đủ thứ mê hoặc vô minh ngu si ám chướng của tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi phiêu lưu nhiệt não trong biển khổ, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Vì chúng sinh sanh ra các hoặc, cho nên luân hồi trong sáu nẻo lúc làm người làm quỷ làm xúc sinh làm atula làm người trời đọa địa ngục cho nên gọi là phiêu lưu trong địa ngục là nơi nhiệt não khổ nhất chịu khổ chẳng khi nào hết được phàm là người không hiếu thuận với cha mẹ không cung kính sư trưởng cho nên mới vào địa ngục thọ quả báo chủ hòa thần đại quang biến chiếu được một giải thoát không động phước lực đại bi tạo vị đại quang biến chiếu chủ hòa thần này có hỏa quang chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới vị này đắc được môn giải thoát không động phước lực đại bi tạng không động phước lực là gì tức là phước lực này vĩnh viễn không dứt không động vì tu phước lực này cho nên đắc được môn giải thoát đại bi tạng đại bi tạng là gì tức là tầm thường xót muốn giáo hóa cứu độ chúng sinh vị chủ hòa thần này dùng phước lực của mình để hộ trì tất cả chúng sinh khiến cho họ đều đắc được không động phước lực đại bi tạm đó là tầm địa của bồ tát chủ hòa thần chúng diệu cung điện được mua giải thoát quán sức thần thông của như lai thị hiện không có bờ mé vị chúng diệu cung điện chủ hòa thần này dùng tất cả bóng đẹp để trang nghiêm cung điện vị này đắc được sức thần thông tự tại của phật thị hiện được vô lượng vô biên cõi nước và chúng sinh ở trong biển cõi giáo hóa tất cả chúng sinh đó là một giải thoát vị này đắc được chủ hòa thần vô tận quang kế được một giải thoát quang minh chiếu sáng vô biên cõi hư không vị vô tận quang kế chủ hòa thần này quang minh vô tận chiếu sáng vô tận cõi nước vô tận thế giới vô lượng biển kiếp tận hư không khắp pháp giới đều chiếu soi đến khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm bồ đề đó là một giải thoát vị này đắc được chủ hòa thần trùng trùng diệm nhãn được một giải thoát đủ thứ phước trà nghiêm tịch tĩnh quang vị trùng trùng diệm nhãn chủ hòa thần này mắt phóng ra đủ thứ quang mình lửa ngọn màu xanh vàng đỏ trắng đen vị này minh bạch được pháp thân của phật do vạn phước vạn đức trang nghiêm do đó dùng đủ thứ phước để trang nghiêm thân Phật vị này có một thứ quang mình tịch tĩnh tức cũng là định quang thường phóng quang minh ở trong định đó là môn giải thoát vị này đắc được chủ hòa thần thập phương cung điện như tu di sơn được môn giải thoát diệt trừ sự khổ nóng bức của tất cả chúng sinh trong các đường ác vị thập phương cung điện như tu di sơn chủ hòa thần này trải nghiệm tất cả cung điện trong mười phương khiến cho nguy nga hùng vĩ như núi tù gì vị này diệt trừ được sự thống khổ thiêu đốt của tất cả chúng sinh thế gian trong các cõi các cõi là địa ngục ngạ quỷ súc sinh atula ở trong các cõi này thống khổ giống như bị lửa thiêu đốt đó là một giải thoát vị này đạt được chủ hòa thần oai quang tự tại được một giải thoát tự tại khai ngộ tất cả thế gian vị oai quang tự tại chủ hòa thần này có uy đức cho nên quang minh phóng ra rất tự tại vô cùng vị này đã được môn giải thoát tự tại khai ngộ tất cả thế gian vị này khiến cho tất cả chúng sinh thế gian cũng đều tự tại khai ngộ thành tựu đạo nghiệp vị chủ hòa thần này không những oai quang tự tại mà còn có tâm tử bi lớn, mình khai ngộ rồi cũng muốn cho họ khai ngộ. Chủ hòa thần quang chiếu thập phương được một giải thoát vĩnh viễn phá tất cả ngu si chấp trước sự thấy. Vị quang chiếu thập phương chủ hòa thần này và quang chiếu khắp mười phương vĩnh viễn phá trừ tất cả đen tối ngu si của những kẻ chẳng có trí huệ, kẻ ngu si. Chính mình chẳng chịu mình là ngu si, ngược lại nói người thông minh mới là ngu si, giống như con quạ ở trên đường con heo đen mà chẳng biết mình cũng là màu đen. Đó tức là hành vi của kẻ ngu si kẻ ngu si chính mình còn chẳng biết mình là ngu si mà còn nói họ là ngu si thật là quá ngu si vì ngu si mới có chấp trước việc gì nhìn cũng không thấu thấy việc gì cũng chẳng hiểu biết do đó bị sự việc trói buộc mà không được giải thoát nhất là chấp trước sự thấy chấp trước sự hiểu biết của mình là đúng còn sự hiểu biết của họ là sai đó là cố chấp không thông nếu có tư tưởng chấp trước sự thấy thì không thể phải ngộ không thể giải thoát. vì chủ hòa thần này đã được môn giải thoát, phá trừ mu si chấp trước sự thấy. Chủ hòa thần lôi âm điện quang được môn giải thoát, thành tựu tất cả nguyện lực đại chân hống. Vị lôi âm điện quang chủ hòa thần này có âm thanh như sấm sét chấn động khắp pháp giới và có quang minh như điện chiếu khắp pháp giới. Vị này thành tựu nguyện lực của tất cả chúng sinh, Bất cứ hứa bạn phát nguyện gì thì vị này đều giúp cho bạn thành tựu. Âm thanh sư tử hống của vị này chấn động pháp giới, đánh thức kẻ mê muội, khiến cho họ thức tỉnh, bỏ mê vẻ giác, đó là một giải thoát vị này đắc được. Bây giờ là thời gian để chúng ta nghiên cứu với nhau, ai có ý kiến gì thì nói ra đừng ngập ngừng, muốn nói lại không dám nói, không dám nói lại muốn nói, đó chẳng phải là thái độ học Phật pháp học Phật Pháp, phải hoạt bát, đừng học kiểu khúc gỗ, phải tiến về trước, đừng lùi về sau, phải đưa ra ý kiến, đó mới là tinh thần học Phật Pháp. Người thối lùi về sau thì sẽ bị người mới đuổi theo kịp. Cho nên tự mình hỏi chính mình, có phải muốn thối lùi chăng? Nếu muốn không thối lùi thì phải dũng mãnh tinh tấn, đừng dậm chân tại chỗ. Do đó, dừng lại một bước thì cách xa hai dặm rưỡi. Tù đạo giống như thuyền đi ngược dòng, không tiến thì lùi, lại giống như hành giả tam bộ nhất bái, quy định mỗi ngày phải lại hai dặm rưỡi. Nếu không tinh tấn, thì không đạt được như đã quy định, các vị phải tinh tấn, đừng thối lùi về sau. Bây giờ, chủ hòa thần phổ quang diệm tạng, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng chủ hòa thần, mà nói ra bài kệ lúc đó vì phổ quang diệm tạng chủ hòa thần đường đại oai thần lực của phật quán sát khắp tất cả chúng chủ hòa thần rồi dùng kệ để thuật lại môn giải thoát hiện tại tôi giảng kinh hoa nghiêm đã có chút nhập môn mỗi đoạn kinh văn chỉ cần xem qua một lần thì nhớ không cần xem lại lần thứ hai bây giờ giảng kinh thì nhìn qua một lần sau đó thì tụng thuộc lòng lại được đó là nhờ chư Phật Bồ Tát của Pháp hội Hoa Nghiêm gia bị mới có sự cảm ứng như thế. Tôi vốn chẳng muốn nói tiền này với các vị, song tôi hy vọng các vị cũng phải học theo, không cần nhìn kinh văn thì tụng ra được. Tôi thấy khi các vị giảng kinh thì hoàn toàn dùng tiếng Anh của tôi đã giảng đọc ra như thế thì không đúng. Các vị nên phát huy trí huệ của mình, dùng kiến giải của mình để giảng mới sinh động được mới có ý nghĩa, những gì tôi giảng có những chỗ không được viên mãn lắm, cho nên hy vọng các vị y chiếu ý nghĩa của mình để giảng, không thể chiếu theo ý nghĩa của tôi giảng đọc lại, như vậy chẳng khác gì là tôi giảng chỉ mất quá các vị đọc lại mà thôi. Giảng kinh không cần đọc thuộc chú giải, tôi giảng kinh thì chẳng nhìn chú giải, có khi nhìn nhưng cũng chẳng nhớ. Nghe nói có người khi giảng đại thừa khởi tín luận thì trước hết họ xem qua nghĩa giảng giải của khởi tín luận. Như thế cũng được, nhưng nhìn tài liệu của người, chứ chẳng phải của mình, cuối cùng sẽ quên mất. Cho nên tôi khuyên các vị nên phát huy trí huệ của mình, xem chú giải phải thêm kiến giải của mình, nếu chỉ lập lại của người thì chẳng tác dụng gì. Ông quán tinh tấn của Như Lai, ức kiếp rộng lớn không nghĩ bàn, vì lợi chúng sinh hiện ra đời, tất cả ám chướng đều diệt trừ. Ông quán tinh tấn của Như Lai Ông quán là ai nói ông, ai quán? Như Lai là vị Như Lai nào? Những vấn đề này đều phải biết thì sau đó mới minh bạch được nghĩa kinh. Câu kệ này do ai nói là vị phổ quang diệm tạng trục hòa thần đã nói ở trên. Ngài nói các vị nhìn xem, xem gì, xem như lai, vị như lai nào, đa Thích Ca Mâu Ni Như Lai xem 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật Trăng, chẳng phải xem sức tinh tấn của Như Lai, tù vô lượng kiếp. Phật vì cầu Pháp mà hy sinh tất cả, buông bỏ tất cả, thậm chí thần tâm tính mạng cũng đều xả bỏ, chỉ biết tinh tấn. Ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, ngày đêm sáu thời đều tinh tấn, làm cho mười đại ma quân đều bỏ chạy phật dụng công tu hành những gì người làm không được mà ngài làm được người nhẫn không được mà ngài nhẫn được như phật xả thân cứu cọp đói theo sự suy nghĩ của mọi người thì cọp rất là hung ác cứu nó làm gì nó chết đói tốt biết chừng nào thế giới sẽ bớt đi một thú dữ phật thì không nghĩ như thế ngài có tâm tử bi xả bỏ thân thể của mình để cứu cọp đói và phật còn lóc thịt cứu chim ưng phần đông đa số đều nghĩ chim ưng cũng là thứ chim ác chuyên môn ăn thịt động vật nhỏ nhưng phật lóc thịt mình để cứu nó bạn thấy đó sức tinh tấn này có ai sánh bằng các vị chỉ biết ích kỷ mà chẳng biết vô tư chỉ biết lợi mình mà chẳng biết lợi người còn tồn tại tư tưởng như thế thì chẳng tinh tấn được cho nên chúng ta phải tinh tấn dụng công tu đạo tất cả hãy vì người đừng vì mình như vậy thì mới hành Bồ Tát Đạo được. Ước kiếp rộng lớn không nghĩ bàn, Phật ở trong quá khứ vô lượng kiếp, tu hành hạnh môn sức tinh tấn không thể nghĩ bàn. Vì loại chúng sinh hiện ra đời, tại sao Phật xuất hiện ra đời? Vì muốn lợi ích chúng sinh, tại sao chúng ta hiện ra đời? vì đến để làm tổn hại chúng sinh, Phật thì đến để giáo hóa chúng sinh, phổ độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh vì khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Còn chúng ta chỉ biết ích kỷ lợi mình, đem những gì ích lợi chúng sinh để làm của riêng mình, chỉ biết có mình mà chẳng biết có kẻ khác. Có lẽ chúng ta có những tư tưởng này đối với chúng sinh, ông phải chết đi cho sớm, những đồ vật tôi cần đều bị ông sử dụng. Nếu ông chết đi, thì tôi hưởng thụ nhiều hơn một chút thậm chí giữa cha với con cũng có tư tưởng như thế cha giàu có thì con mong cho cha chết sớm để tiền tài thuộc hết về mình chao ôi sao ông không chết đã già mà không chết cho rồi sống để báo hại con cái trông mong cha mẹ chết sớm một chút các vị nghĩ xem chúng ta xuất hiện ra đời có phải để tổn hại chúng sinh chăng tất cả án chướng đều diệt trừ ám chướng tức là phiền não chướng, sở tri chướng, nghiệp chướng, báo chướng, vân vân. Vị chủ hòa thần này khiến cho tất cả ám chướng của chúng sinh đều tiêu diệt, ám chướng không còn nữa thì xuất hiện quang minh đắc được trí huệ, đó là một giải thoát của vị này đắc được. Chúng sinh ngu si khởi trừ kiến, phiền não tuôn trào như lửa thiêu, đạo sư phương tiện đều diệt trừ, sở ngộ này của phổ quang tràng. Chúng sinh ngu si phải trừ kiến, trừ kiến tức là thân kiến, biên kiến, tà kiến, vân vân, tức cũng là tà tri, tà kiến. Chúng sinh ngu si thì nhiều, còn chúng sinh thông minh thì ít. Trong một vạn người, khó tìm được một người thông minh. Chúng sinh thông minh có đủ tránh chi tránh kiến. Chúng sinh ngu si có đủ tà chi tà kiến. Phiền não tuôn trào như lửa thiêu. Có tà chi tà kiến thì có phiền não phiền não giống như nước chảy cuồn cuộn có thể làm cho nhà sập cây ngã lại giống như lửa lớn tiêu đốt tất cả mọi vật đạo sư phương tiện đều diệt trừ phật là tiếp dẫn đạo sư ngài dùng đủ thứ phương tiện phát môn để diệt trừ phiền não tuôn trào và lửa lớn sở ngộ này của phổ quang tràng vị phổ tập quang tràng chủ hòa thần tỏ ngộ cảnh giới này vào sâu môn giải thoát này phước đức như không chẳng bờ bến muốn tìm bờ mé không thể được phật là đại bi sức bất động quang chiếu ngộ nhập tâm vui mừng phước đức như không chẳng bờ bến phước đức của phật như hư không chẳng có bờ bến chẳng phải tính đếm ví dụ mà biết được muốn tìm bờ mé không thể được muốn biết phước đức của đức phật có bao nhiêu không thể biết được vì như hư không cho nên không cách chi tính được là Phật Đại Bi Sức Bất Động. Đây là Sức Đại Bi, tâm tịch nhiên bất động của Phật. Quang chiếu ngộ nhập tâm vui mừng. Vị đại quang biến chiếu chủ hòa thần, minh bạch cảnh giới này, trong tâm sinh vui mừng. Tôi quán việc làm của Như Lai, trải qua biển kiếp không bờ mé, như thế thị hiện sức thần thông, chúng diệu cung thần biết rõ được. Tôn giả An Nan khi kết tập kinh điển thì sợ rằng ý nghĩa của kinh trường hàng có người không hiểu cho nên dùng kẻ tụng lại. Hiện tại đang giảng 10 bài kệ tuy nhiên do Ngài An nan nói ra nhưng là ý nghĩa đại biểu của 10 vị chủ hòa thần, bất quá Ngài An Nan là người ghi nhớ mà chẳng phải là người thuyết pháp. Mỗi vị chủ hòa thần nói ra cảnh giới hít đắc được của mình, mà vào môn giải thoát đó, bài kệ thứ nhất, vì ở trước đã nói ra tên của vị thần đó, cho nên câu cuối chẳng có tên, 9 bài kệ còn lại đều có tên. Vì nguyên nhân này mà có người cho rằng 10 bài kệ là chỉ một vị thần nói, đó là sai, không hợp với nghĩa kinh. Bây giờ giảng 4 câu kệ. Tôi quán việc làm của Như Lai, tôi quán này là do ai nói là vị chúng diệu cung điện chủ hòa thần nói. Đây là tôn giả An Nan biên kệ thế ngài nói. Tôi quan sát hạnh môn của Phật Tu, hạnh môn gì ở dưới đây có nói rõ. Trải qua biển kiếp không bở mé, nên đọc xem lại kinh trường hàng mới minh bạch được đại ý. Trong trường hàng ở trên nói, chúng diệu cung điện Chùa Hòa Thần đắc được môn giải thoát, quán sát sức thần thông của Như Lai, thị hiện không bở mé, Như Lai đắc được sức thần thông, tức là hạnh môn của Như Lai Tu. Biển kiếp tức là đại kiếp nhiều như biển cả vô cùng vô tận không bờ mé, số lượng không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là biển kiếp. Trải qua biển kiếp thời gian dài như thế, cứu kính có bao nhiêu đại kiếp, không thể biết được, vì không có bờ bến. Như thế thị hiện sức thần thông, ở trong thời gian lâu dài này, Phật thị hiện đủ thứ sức thần thông để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề chúng diệu cung thần biết rõ được từ câu kệ này nhìn lại chứng minh là kết tập kinh tạng do tôn giả anna nói trường hàng ở trước đầu tiên nói tên của vị chủ hòa thần đó nói là vị đó nương oai lực của phật mà nói kệ tức nhiên vị đó nương oai lực của phật mà nói kệ vậy còn lại chính vị chủ hòa thần sao lại không nương oai lực của phật mà nói kệ các bạn nghĩ thử thì sẽ minh bạch ở trước tôi chẳng giải thích tỉ mỉ cho rằng các bạn sẽ minh bạch đạo lý này. Không ngờ còn có người không minh bạch mà đi xem chú giải, xong chú giải cũng không chắc chắn là đúng. Vì mỗi người có lối nhìn của mỗi người, mỗi người có kiến giải của mỗi người. Cho nên bạn có chú giải của bạn, tôi có chú giải của tôi, người khác có chú giải của họ. Chú giải này cũng không nhất định chính xác. Tức nhiên không chính xác, tại sao đem nó liệt vào trong đại tạng kinh? Tuy nhiên liệt vào trong Đại Tạng Kinh cũng không nhất định hoàn toàn là đúng. Mạnh tử có nói câu này. Tận tín thư, bất như vô thư, nghĩa là tin trong sách, tốt hơn đừng có sách. Bạn tin đạo lý nói trong sách, chẳng bằng không có sách còn hơn, sẽ không làm cho người hồ đồ đến thế. Tại sao mạnh tử phải nói câu này? Vì trong kinh sách có hai câu kinh văn như vậy võ vương phạt trụ, huyết lưu phiên sử. Là hình dung trù võ vương trình phạt vô trụ, giết người vô số, máu chảy thành sông còn chảy sắt, vũ khí thì trôi nổi bềnh bồng. Bạn có tin lời nói này chăng? Cho nên nói tin trong sách, tốt hơn đừng có sách. Chủ Võ Vương là ông vua có đạo đức, binh bính của ông đều rất nhân nghĩa. Ông dùng nhân nghĩa làm thầy, đi đánh ông vua vô đạo đức, là thế thiên hành đạo thay dân phạt tội cứu dân thoát khỏi biển khổ dầu sôi lửa bỏng mà giết người khiến cho máu chảy khắp nơi đến nỗi chảy sát nổi lên bạn thử nghĩ xem điều này có đạo lý chăng sẽ phân tích kỹ càng dưới đây sức nặng cái chảy sát ít nhất cũng vài chục cân vì thời xưa vũ khí rất nặng vậy cần bao nhiêu máu huyết mới làm cho chảy sát nổi lên đạo lý nói ở trong kinh điển là phá chấp nếu bạn có sự chấp trước thì sẽ không đắc được trí huệ chân chánh. Do đó, mê là chúng sinh, ngộ tức là Phật. Giác ngộ là gì? Tức là chẳng có sự chấp trước. Cho nên khi Phật đắc đạo dưới cội bồ đề thì thốt lên ba lần lành thay. Lành thay, lành thay, lành thay, tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không chứng đắc. Tại sao chúng ta ngu si? Vì có chấp trước. Tại sao chẳng có trí huệ? Vì có chấp trước. Chấp trước danh, chấp trước lợi, chấp trước danh thì chết vì danh, chấp trước lợi thì chết vì lợi, cho nên hai chữ danh lợi là kẻ giết người. Ước kiếp tu hành không nghĩ bàn, muốn tìm bờ mẹ chẳng biết được. Nói pháp thật tướng khiến vui mừng, vô tận quang thần quán thấy được. Bốn câu kệ này cũng ở trong ký ức của tôn giả A Nan khi kết tập kinh điển thì tốt giả nói vị vô tận quang kế chủ hòa thần đắc được một môn giải thoát môn giải thoát gì kệ đã nói rõ ở dưới đây ức kiếp tu hành không nghĩ bàn ngài biết được phật trong vô lượng kiếp về trước tu hành các hạnh môn thành công không thể nghĩ bàn thần thông không thể nói diệu dụng không thể nghĩ bàn nói tóm lại tất cả tất cả đều không thể nghĩ bàn muốn tìm bờ mé chẳng biết được muốn biết bờ mé thần thông diệu dụng và phước đức trang nghiêm của Phật thì chẳng cách chi có thể biết được. Nói pháp thuật tướng khiến vui mừng. Phật diễn nói diệu pháp thuật tướng, diễn nói diệu pháp thuật tướng vô tướng, diễn nói diệu pháp vô tướng vô bất tướng, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được pháp âm này đều hớn hở vui mừng, tiền nhận phụng hành. Vô tận quang thần quán thấy được vì vô tận quang kế chủ hòa thần quan sát thấy được cảnh giới này đắc được môn giải thoát này. Khi các bạn nghe kinh, nếu có chỗ nào không hiểu thì biên ra, xong hiểu rồi thì phải đốt đi. Tại sao? Vì khi mê thì xem ngàn quyển cũng cảm thấy ít, khi ngộ rồi thì một chữ cũng cảm thấy nhiều. Như còn có một chữ, tức là còn có chữ ngại trong tự tánh. Các bạn nghĩ xem, phải làm sao? Các bạn phải biết những gì đã hiểu, những gì không hiểu, khi không hiểu thì đối với Phật Pháp chẳng vào sâu kinh tạng, chẳng có trí huệ như biển, đó tức là lúc nên ghi chép. Khi nào bạn vào sâu kinh tạng trí huệ như biển, thì kinh tức là bạn, bạn tức là kinh. Những gì ghi chép đều nhớ ở trong tự tánh vĩnh viễn không quên mất. Vậy bạn còn lưu lại những gì ghi chép để làm gì? Cho nên kêu bạn đốt sạch những gì ghi chép là vì lý do này mười phương tất cả chúng rộng lớn hết thảy chiếm ngưỡng ở trước phật quang minh tịch tĩnh chiếu thế gian diệu diệm thần thấu rõ môn này mười phương tất cả chúng rộng lớn mười phương tức là trên dưới đông tây nam bắc sáu phương và đông nam tây nam đông bắc tây bắc cộng thành mười phương tất cả chúng sinh rộng lớn vô biên ở trong mười phương hết thảy chiếm ngưỡng ở trước phật hết thảy vô biên chúng sinh rộng lớn này đều hiện ở trước Phật để chiêm ngưỡng Phật. Quang minh tịch tĩnh chiếu thế gian, tịch tĩnh là định, Phật ở trong định phóng quang chiếu soi tất cả hữu tình thế gian, diệu diệm thần thấu rõ một này. Cảnh giới này vị trùng trùng diệm nhãn chủ hòa thần thấy rõ đắc được môn giải thoát này. Môn ni xuất hiện các thế gian, ngự trong tất cả các cung điện, mưa khắp vô biển pháp rộng lớn cảnh giới này của thập phương thần mầu ni xuất hiện các thế gian mầu ni tức là phật thích ca mâu ni thích ca dịch là năng nhân mầu ni dịch là tịch mặc tức là vị phật này năng nhân tịch mặc ngài xuất hiện đến hết thảy tất cả thế gian ngự trong tất cả các cung điện Phật xuất hiện sát đời Ngài thị hiện trong dòng dõi vua, nơi của vua ở đều là cung điện. Phật ra đời cũng ở nơi cung điện, hoặc khi Phật ngồi dưới cội bồ đề cung điện trang nghiêm bằng bầy báu cũng hiện ra. Phật ngồi trong cung điện bầy báu dễ nói diệu pháp kinh hoa nghiêm đại phương quảng Phật. Mưa khắp vô biên pháp rộng lớn, Phật ra đời vì chúng sinh dễ nói vô biên pháp một rộng lớn. Phật nói pháp như ý, giống như dưới mưa cát tường khắp hết thảy, khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp đều đắc được lợi ích của pháp giống như cây lớn, chúng sinh lợi căn thì thấm nhuận pháp vũ cam lồ nhiều hơn một chút; cây nhỏ, chúng sinh độn căn thì thấm nhuận pháp vũ cam lồ ít hơn một chút. Pháp vũ là bình đẳng, chẳng qua căn tánh có sự khác biệt mà thôi. Cảnh giới này của thập phương thần tôn giả Anna nói, cảnh giới này vị thập phương cung điện như Tu Di Sơn chủ hòa thần đắc được trí huệ chư Phật thầm sâu nhất nơi Pháp tự tại hiện thế gian đều diện minh được lý chân thật, hoài quang ngộ được tâm hớn hở. Trí huệ chư Phật thầm sâu nhất chư Phật có thể nói là mười phương tất cả chư Phật, lại có thể nói là bổn sư thích ca mâu ni Phật. Bát nhã trí huệ của Phật thầm sâu nhất, chẳng có ai có trí huệ cao hơn Phật phật là đại đạo sư thế gian và xuất thế gian ngài có thể khai mở trí huệ của tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh trở về nguồn cội nhận ra bộ mặt thật của chính mình phật dùng đủ thứ ví dụ để vì chúng sinh thuyết pháp khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch phật pháp nơi pháp tự tại hiện ra đời phật chứng đắc quả giác viên mãn ngài thấu rõ pháp thế gian và xuất thế gian cho nên tự tại nơi các pháp sao gọi là tự tại nơi các pháp tức là không cần miễn cưỡng không cần tạo tác rất là tự nhiên rất là tự tại phật hiện ra đời khiến cho tất cả chúng sinh đều khai mở tri kiến của phật ngộ vào tri kiến của phật đều xiền minh được ý chân thật phật giảng pháp thì biểu hiện rõ ràng lý chân thật lý chân thật tức là lý không biến đổi lý này là chân lý xưa nay trước sau đều tôn theo oai quang ngộ được tâm hớn hở vị oai quang tự tại chủ hòa thần minh bạch được cảnh giới này cho nên trong tâm của ngài hớn hở vui mừng vô cùng chưa kiến ngu si là ám cái chúng sinh mê hoặc thường lưu truyền phật vì khai triển diệu pháp môn sở ngộ này của chiếu phương thần Chư kiến ngu si là ám cái Chư kiến tức cũng là các thứ tà kiến Trước có tà trì sau có tà kiến Thấy hiểu mà tà thì sẽ ngu si thấy hiểu mà tránh thì sẽ có trí huệ cho nên nói có tà kiến thì có ngu si ngu si tức là vô minh tức là đen tối tức là cái cái thì che lớp quang minh trí huệ của chúng sinh cho nên nói là ám cái chúng sinh mê hoặc thường lưu truyền chúng ta vì có tà trì tà kiến cho nên từ vô thủy đến nay chưa thoát khỏi sáu nẻo luân hồi không dứt sinh tử do đó chuyến đi chuyển lại ở trong sáu nẻo luân hồi khi thì ở cõi trời cõi người ngạ quỷ súc sinh địa ngục atula sự vô minh ngu si ám chướng này chướng ngại bạn không thể vượt khỏi sáu nẻo luân hồi đó gọi là thường lưu truyền phật vì khai triển diệu pháp môn phật vì chúng sinh ngu si mà khai triển diệu pháp môn diệu nhất không thể nghĩ bàn dạy người niệm phật vãng sinh thế giới cực lạc dạy người trì chú tức thân thành Phật, dạy người tu đủ thứ hạnh môn đều nữ sinh thoát tử, vượt khỏi luân hồi. Sở ngộ này của chiếu phương thần Cảnh giới này, môn giải thoát này, vị quang chiếu thập phương chủ hòa thần ngộ nhập được. Nguyện môn rộng lớn không nghĩ bàn, lực độ tu hành đều thanh tịnh, như tầm nguyện xưa đều xuất hiện, môn này chấn âm thần thấy rõ nguyện môn rộng lớn không nghĩ bàn có tín môn nguyện môn và hạnh môn đó là ba điều kiện để vãng sinh thế giới cực lạc bạn muốn thành phật muốn liễu sinh tử muốn tu hành thì trước hết phải có tín tâm không những chỉ có tín tâm mà còn phải có nguyện tâm phát nguyện sinh tây phương cực lạc thế giới phát nguyện sinh đông phương thế giới lưu ly cho nên nguyện môn rộng lớn không thể nghĩ bàn lực độ tu hành đều thanh tịnh. Lực tức là 10 lực, độ tức là 10 độ. 10 độ và 10 lực Phật đều tu hành viên mãn, vì viên mãn cho nên đắc được bổn thể thanh tịnh, như tầm nguyện xưa đều xuất hiện. Nguyện lực phát ra những gì tu hành thuở xưa, đời đời kiếp kiếp, vô lượng, đại kiếp trong quá khứ, đã hoàn thành thanh tịnh, bây giờ đều hiện hiện ra giống như chiếu phim xuất hiện ra từng thứ lớp trên màn ảnh lại giống như máy thu âm phát ra từng câu, từng câu nghe rất rõ ràng. môn này trấn âm thần thấy rõ cảnh giới này vị lôi âm điện quang trù hòa thần thấy rõ vào được môn giải thoát này. lại nữa chủ thủy thần phổ hưng vân tràng được môn giải thoát lòng từ bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh đạo lý ở trên nói chưa hết cho nên tiếp tục nói vị phổ hưng vân tràng chủ thủy thần này nổi mây lên che khắp hết thảy trang nghiêm như chàng báu vị này là thần quản lý nước nếu nước chẳng có thần cai quản thì sẽ tràn ngập gây tai nạn gây lụt lội khắp thiên hạ đầu đầu cũng là nước thì chúng sinh không được an cư lạc nghiệp vì có thần cai quản cho nên nước chảy có chỗ nhất định và có phương hướng đa số đều cho rằng nước chảy đi xuống song có lúc cũng chảy đi lên ví như suối vọt tức là từ dưới đất chảy đi lên. Tôi kinh nghiệm đã từng xem qua nước giếng chảy vọt đi lên. Lúc đó tôi ở tại quê của tôi miền Đông Bắc, tại thôn Đồng Tĩnh, thấy được cảnh giới kỳ lạ này. Tôi với các vị sư huynh năm người, đến các nơi truyền giáo, đến thùng Đồng Tĩnh nhà cư sĩ nọ. Lúc đó gặp ma ở trong nước, khi muốn dùng nước để giết chết chúng tôi, trời mưa lớn giống như dùng bồn đổ xuống nước.